thành phố Hà Nội đang thí điểm thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt tại quận Tây Hồ và từ ngày 15 tháng 4 bắt đầu mở rộng sang một số tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm. Việc này được nhiều người dân mong chờ khi sẽ mang lại nhiều tiện lợi và sự minh bạch. Đối với việc triển khai cái đề án 06 tại khu vực các bãi xe thì cũng là một cái để triển khai đề án 06 để quản lý về dữ liệu dân cư trên địa bàn quận cũng như chung ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thì đối với cái mô hình này thì theo đánh giá của người dân cũng như là của du khách thập phương đến với phủ Tây Hồ và các di tích trên địa bàn phường thì đánh giá rất cao đối với cái việc thu phí không dừng này. Thứ nhất là đảm bảo cái việc mà giao thông không bị ùn tắc. Thứ hai là cái việc thu phí sẽ không có bị chặt chém trong cái dịp mà du khách đến với phủ, đến với mẫu, đến với các di tích trên địa bàn phường. Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo đề án 06, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm. Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ đô, đến thời điểm hiện tại, nhiều địa điểm trông giữ xe trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý, điều hành thu phí như bãi đỗ xe đường Trần Quang Khải, các điểm trông giữ xe tại đường Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, điểm trông giữ xe máy tại phố Phủ Doãn. Tại mỗi đơn vị triển khai thí điểm, người dân đều nhận thấy rõ sự khác biệt sau khi dự án được triển khai, thực hiện. Bình thường thì em đi ra ngoài thì em cũng không dùng tiền mặt đấy ạ. Nên là cái việc chuyển khoản với em thì nó sẽ tiện lợi hơn, nó sẽ nhanh hơn ạ. Nhanh hơn và đúng giá của nhà nước đưa ra. Để tiện hơn cho tất cả người dân. Mặc dù mới ngày đầu thí điểm nhưng nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên việc thu phí diễn ra khá thuận lợi. Cả người gửi cũng như người trông giữ xe đều tỏ ra hào hứng và ủng hộ chủ trương này bởi sự thuận tiện và minh bạch giá trông giữ xe. Với việc thí điểm công nghệ thanh toán không tiền mặt, nhân viên trông giữ xe cũng nhàn hơn trong công việc của mình. Hiện tại sau khi triển khai cái quét mã vào tài khoản này thì em thấy nhanh hơn và kiểm soát dòng tiền nó cũng dễ hơn. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc tìm kiếm điểm gửi xe, thanh toán nhanh chóng, đa dạng phương thức mà còn rút ngắn thời gian ra vào tại các điểm đỗ xe, giúp công tác quản lý điều hành, kiểm soát phương tiện được chặt chẽ và minh bạch. Ở chiều ngược lại, một số ít trường hợp cũng phản ánh về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt. Đơn cử như có trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh hoặc lỗi hệ thống ứng dụng. Trước vấn đề này, đại diện đơn vị dự án thu phí tự động điểm trông giữ VETC cho biết, hệ thống vẫn đang cải tiến để khắc phục các sự cố người dân gặp phải, để làm sao phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân. Như vậy có thể thấy, việc thí điểm thu phí không dùng tiền mặt ban đầu cũng đã được đa số người dân ủng hộ bởi mang lại nhiều tiện ích và minh bạch trong thu chi, đồng thời góp phần hạn chế nạn chặt chém giá vé trông giữ xe.